70 cây số cho mình á. Và cái hệ thống thứ ba nữa là hệ thống đó là BTS nhà mình á. Thì hệ thống này nằm ở chính giữa trục đường của hai cái hệ thống, đó là nhằm giảm tải cái nạn kẹt xe của thủ đô Bangkok cũng như là người Thái Lan này nha. Thì nhà mình còn nhớ cái sân bay của gia đình mình khi mà chúng ta tới á, là cũng như ngày về thì đại gia đình chúng ta sẽ tới cái sân bay này để chúng ta về tới Việt Nam. Thì cái sân bay này tên gọi là gì nhà mình nhớ không? Dạ. Nhớ không gia đình mình? Dạ. Anh nhớ rõ à? Nhà mình bây giờ sẽ có một cái trò chơi nè. Dạ, nhà mình ai nhớ rõ thì Si sẽ tặng nhà mình cái món quà giống như bé vậy. Nhưng mà đây nhà mình vui lòng không có nha. Không có nha, không nhắc nha. Dạ. Không nhắc nha, có quà rồi sao con nói được có quà rồi. Con nói là cứ hai món quà sao? Đối quà vậy là tốn quà chết luôn á. Dạ. Dạ. Sân bay tới gì nhà mình? À, nhà mình chưa có thông tin nè, chúng ta chưa có internet nè, nhà mình đối với nhà mình mở luôn. À, nhưng mà trong vé máy bay của gia đình mình á, thì chắc chắn người ta sẽ gọi tắt cho cái sân bay này thôi. Nhưng mà nhà mình để nói được đầy đủ được cái ý nghĩa cũng như là cái tên của sân bay nhà mình. Chứ không? Biết không? Dạ, biết không? Làm dễ gì lấy quà của Si đúng không? Khó quá đúng không ạ? Dạ. Dạ rồi nhà mình ha. Dạ cái sân bay này tên gọi là sân bay gì ạ? À sân bay nhà mình có nghe ra, sân bay tên gì? Sân bay quốc tế à, hay còn gọi là sân bay Thái Lan à? Dạ sư. Dạ. Sân bay tên gì ạ? Ở Thái Lan này có tất cả là 69 sân bay lớn nhỏ nhà mình ha. Riêng tại khu vực gia đình mình tới là khu vực miền Trung nhà mình ha. Thì khu vực miền Trung này đó là Bangkok và Pattaya, thì có ba cái sân bay. Sân bay đầu tiên của người Thái là được xây dựng năm 1914 tại đó là sân bay Đôn Muông nhà mình ha. Cách tại thủ đô Bangkok này 35 cây số về phía tây nhà mình nha. Còn sân bay thứ hai ở tại khu vực miền Trung này đó là sân bay gì? Đó là sân bay lớn nhất nhì thế giới nhà mình, được gọi là sân bay này nhộn nhịp, náo nhiệt nhất và cũng như là sân bay này gọi là đông khách nhất nha. Còn cái sân bay thứ ba của khu vực miền Trung này là sân bay gì? Đó là sân bay Utapao, là cách tại thành phố Pattaya 10 cây số nhà mình về phía đông nhà mình ha. Khi mà ngày mai chúng ta tới thành phố này á, thì nhà mình sẽ nghe cũng như chúng ta sẽ biết được cái sân bay này, tại sao có được cái sân bay này cũng như là có được cái thành phố này là do cái sân bay này được xây dựng ra. Và người dân thế giới họ biết từ cái thành phố này là do ai xây dựng lên, cũng như là nhờ đất nước đó mà có được cái thành phố như ngày hôm nay. Suy nghĩ đi, và ngày mai chúng ta có quà, suy nghĩ đi. Si đã cho những người nhà mình những cái gợi ý đâu, đúng không ạ? Dạ. Sân bay tên gì ạ? Khó quá, bỏ qua đúng không? Dạ. Dạ, xin thưa nhà mình ha. Dạ, sân bay tên gọi là sân bay Suvarnabhumi. Dạ. Dễ không? Dạ, Suvarnabhumi á, tức là mình sẽ gọi một cái tên đó là Suvarnabhumi thôi. Dạ. Và sân bay này là một trong những cái sân bay mà gọi là lớn nhất nhì châu Á và lớn nhất tại Thái Lan này. Và mỗi năm sân bay này á, người ta đón tiếp đó là trước 2 năm dịch á, thì sân bay này đón tiếp đó là 60 triệu lượt du khách vào mỗi năm như vậy. Và con số này có thể tăng lên vào mỗi năm và mỗi tháng như vậy. Dạ, mà sau 2 năm dịch á, thì Thái Lan này hiện tại bây giờ đó là con số thống kê là mỗi ngày như vậy đó là 4 triệu lượt du khách nhà mình. Và con số này nếu như Trung Quốc họ mở cửa nữa thì sân bay này lại một lần nữa được gọi là nhộn nhịp và náo nhiệt nhất nhà mình. Dạ, và sau khi mà tất cả mọi người thấy không? Tất cả những thế giới họ đóng cửa mà Thái Lan này họ mở cửa, thì người Việt Nam chúng ta chọn cái điểm nào đầu tiên? Đó là Thái Lan này, dễ đi nhất và dễ đến nhất và gần với Việt Nam chúng ta, thì đó là Thái Lan này nhà mình ha. Dạ. Và sân bay này được xây dựng đó là từ tháng 1 2001 và tới 2006 thì sân bay này được khánh thành. Dạ. Và sân bay này được đưa vào hoạt động tới bây giờ. Và sân bay này có một cái hệ thống là trạm không lưu, với đó là trạm không lưu và điều khiển tất cả những máy bay ra vào, đó là 32 cây. Xin lỗi nhưng mình là 32 mét nhà mình nha. Dạ. Và sân bay này với tổng diện tích đó là 33 cây số vuông và rất rộng, rất lớn nhà mình. Nhà mình thấy rộng không? Quá rộng ha. Và sân bay này được gọi là, ngày trước được gọi đó là vùng đất nõn mưa hầu, có nghĩa là vùng đất của những con rắn chúa và rắn hổ mang ở đây. Nhà mình biết con rắn hổ mang không? Dạ. Và sân bay này trải qua rất là nhiều đời thủ tướng mà họ không có thể xây dựng nơi cái sân bay này, tại vì khi mà sân bay này á, trước năm 2000 á, thì cái sân bay này đó là một trong những cái vùng đất đầm lầy và có những con rắn chúa, hổ mang chúa, rắn hổ mang chúa. Và do đó những người dân Thái họ sống trong khu vực này á, thì hàng ngày á, là bị rắn cắn chết rất là nhiều. Cho nên những người đời thủ tướng trước là trải qua là, nhà mình nghe gần đây chúng ta biết là cái vị thủ tướng này cũng là người dân Thái họ rất thích cái vị thủ tướng này. Và hiện tại giờ ông không còn nhiệm kỳ của đất nước Thái Lan này nữa, cũng như là làm thủ tướng ở đất nước Thái Lan này nữa. Dạ. Và trở về đó thì trước...
ngày đó thì trải qua đó, đó là 23 đời thủ tướng của người Thái Lan này. Thì những người đó họ lấy những cái công trình phát thảo cũng như là kiến trúc để xây dựng cái sân bay này với diện tích là 33 cây số vuông. Thì làm sao có thể đó là san lấp mặt cái mặt bằng này cũng như là đủ lượng đất đá có thể san lấp mặt bằng này. À thì người ta thấy một trong những cái nơi này gọi là cái vùng đất đầm lầy cũng như là cái vùng rất là rộng lớn thì làm sao có thể san lấp được. Thì đây là một cái bài toán rất là khó. À, cho nên khi mà tới đời thủ tướng thứ 23 của người Thái, nhà mình chắc chắn chúng ta sẽ biết có cái vị thủ tướng này, đó là Thaksin Shinawatra, hay còn gọi là Thaksin, nhà mình ha, thì vị thủ tướng Thaksin này ông sinh năm 1949, ông là người Thái gốc Hoa, mà khi mà ông đặt nhiệm kỳ đầu tiên của người Thái là đời thứ 24, đó là vào năm 2001, thì lúc này ông đã có được những cái bản, đó là bản phát thảo công trình của người Thái cũng như là của những người đời thủ tướng trước là 23 đời thủ tướng á, thì ông mới lấy những cái công trình đó, kiến trúc đó và ông cho xây dựng sân bay. Và lúc này ở theo khu vực Bangkok á, thì đây là một cái bài toán cực kỳ khó nữa, đó là gì, hằng ngày những người dân á, họ đi ra ngoài, họ làm việc, họ đi ra ngoài đường á, thì những cái cung đường này kẹt xe, và cái nạn giải quyết được cái kẹt xe này rất là khó, cũng như không có một cái con đường nào để mà giải quyết được. Thì lúc này khi mà ông ta lấy và ông ta xây dựng cái sân bay á, thì đó là diện tích là 33 cây số vuông như vậy, thì ông ta mới nghĩ đó là gì, ông ta đầu tư cũng như là cho những người Nhật á, họ đi qua đất nước Thái Lan này, họ đầu tư vào cái hệ thống đó, tàu điện ngầm. Thì khi mà đào dưới lòng thủ đô Bangkok này 70 cây số chạy dưới lòng thủ đô Bangkok này, thì ông mới lấy đó là lượng đất đá của tại Thái Lan này cũng như là đường hầm này, ông mới san lấp cái mặt bằng của sân bay này. Thì trong thời gian mà 6 năm ông nhiệm kỳ cũng như 6 năm ông xây dựng cái sân bay này, thì ông đã làm được 3 công trình cho người dân Thái. Thứ nhất là công trình đó là sân bay, thì ông giải quyết được cái đó là dạng sân bay cũng như là giải quyết được cái công trình của những đời thủ tướng thứ mà không có xây dựng nên. Và cái công trình thứ hai đó là hệ thống e vật liễn, như mình để dùng xe bên tay trái như mình đó. Từ sân bay mà đi tới cái trạm cuối cùng đó là Ba Gia Thai là khoảng tầm 50 cây số như vậy. Thì mỗi trạm như vậy người ta tới một cái nơi đó là Suvarnabhumi mà đi tới mẻn, thì người ta chỉ mất từ 15 phút thôi để đi tàu điện. Và cái công trình thứ ba là cái công trình cuối cùng, đó là công trình mà chạy nhà mình thấy đẩy nè, ở dưới đây nè, là chạy đó là hệ thống tàu điện ngầm nhà mình ha. Thì trong 3 năm này ông đã làm được 3 công trình cho người dân Thái, thứ nhất là sân bay, thứ hai tàu điện trên cao, và thứ ba đó là tàu điện ngầm ha. Tiếng Thái người ta gọi là MRT cho mình nhé. Khi mà người Thái họ biết được cái công trình này cũng như là họ biết được đó là vị thủ tướng đã giúp cho đất nước Thái Lan, thứ nhất là phát triển về kinh tế, thứ hai nữa về cái hệ thống cầu đường cũng như là giao thông ở đây, đó là giảm tải được cái nạn kẹt xe lúc bây giờ. Và khi mà người dân Thái họ nhắc tới cái vị thủ tướng này, người ta thấy là đó là vị thủ tướng này tốt nhất, và vị thủ tướng này đã đó là giúp cho đất nước Thái Lan này phát triển. Và trước khi mà cái sân bay này được xây dựng á, đối với đất nước Thái Lan này, người ta theo một cái tôn giáo, đó là tôn giáo Phật giáo, và hơn 95% họ theo đó là Phật giáo, họ lấy Phật giáo là quốc giáo của họ, và 3% còn lại đó là họ theo Thiên Chúa giáo, và 2% còn lại họ theo Hồi giáo cũng như là những đạo nhỏ của đất nước Thái Lan này. Và khi mà họ sống theo đạo Phật giáo, họ tôn thờ đó gì, họ không ăn rắn, họ không giết rắn và cũng không làm thịt rắn. Cho nên khi mà những cái con rắn này trước khi được xây dựng cái sân bay này, ta sư đã nói rồi, đó là vùng đất nõn ngu hầu, có nghĩa là vùng đất của những con rắn chú và rắn hô mai, và những người dân hàng ngày như vậy bị rắn cắn chết rất là vô tội, cho nên những người dân họ không ăn rắn. Và khi mà được xây dựng cái sân bay này thì thủ tướng Thaksin Shinawatra thì ông đã kêu những người thầy bắt rắn giỏi và đưa đó là gì, là đưa những con rắn này từ trong cái khu vực đó là nõn ngu hầu hay còn gọi là vùng đất vàng mà trước đây được gọi là sân bay á nhà mình, mới đưa đó là đưa những con rắn này vào bên trong cái viện nghiên cứu của rắn độc hoàng gia của đức vua Rama đời thứ năm. Vì trong chương trình của gia đình mình ngày thứ tư chúng ta sẽ tới cái viện này. Mà khi mà tất cả những cái con rắn được đưa vào bên trong đây thì sân bay này được xây dựng. Và khi mà xây dựng thành công á, thì ở trong khu vực sân bay này có một đền thờ là đền thờ rắn. Thì nhà mình coi những cái kinh sử cũng như những cái bộ phim á, thì trong cái cuộc đời Đức Phật thì có thằng rắn Naga nhà mình, đã che chở cũng như là đã che chở cũng như là thằng rắn Naga này của Đức Phật nhà mình, thì sau đó những người Thái cũng như là tôn thờ,
Dạ, họ tôn thờ đó là thằng rắn Naga như mình ha, tôn thờ những cái con rắn ngày trước á. Dạ. Và sau đó thì họ mới xây dựng khi mà cái sân bay này. Sân bay này được xây dựng cũng như khánh thành vào tháng 9 2006 á, thì đưa vào hoạt động cũng như tới bây giờ. Thì ở bên trong cái tầng 4 á, mà của sân bay này có thờ, đó là thờ cái bảo tháp xá lợi của Đức Phật. Dạ mình ha, xá lợi của Đức Phật. Đối với người Thái họ không có phô trương, cũng như họ không muốn để cái xá lợi của Đức ở tầng 4 này để cho du khách họ chiêm bái chiêm ngưỡng đâu. Bởi vì khi mà có được xá lợi của Đức Phật là họ muốn được tất cả những du khách trên thế giới cũng như là du khách á, khi mà đến đây cũng như bay đi bay về thì những chuyến bay như vậy mang đến bình an cho họ, mang đến bình an cho họ, đó là như vậy cho mình ha. Thì ngày về tất cả mọi người sẽ lên tầng 4, chúng ta sẽ thấy cái bảo tháp xá lợi của Đức Phật và một cái đền thờ rắn của người Thái ở tại sân bay này cũng như tầng 4 này cho mình ha. Dạ. Thì mình thấy là đó, khi mà được giải quyết tới cái nạn, đó là nạn kẹt xe cũng như sân bay này á, thì người Thái hiện tại bây giờ tất cả những cái cầu đường, những cái hệ thống giao thông rất phát triển cho mình. Dạ, rất phát triển. Và khi mà ông hết nhiệm kỳ đó, thì khi mà ông hết nhiệm kỳ rồi tới 2006 á, thì sau này có một trong những gọi là người nữ thủ tướng đầu tiên của người Thái, và đó là em gái ruột của ông, đó là nhà mình nghe tới, đó là bà Dinlak Siwanicha. Dạ, là em gái của bà. Thì đó là bà sinh năm 1967. Và tới 2011 thì bà là người nữ thủ tướng đầu tiên của người Thái, là đời đời thứ 28 của người Thái. Dạ. Và trong vòng 2 năm bà nhiệm kỳ cũng như bà giúp được những cái cung được những cái bệnh kinh tế cũng như là những cái lối chính sách của anh trai của mình để lại á, thì bà đã áp dụng cho người dân Thái. Và khi đó người Thái họ nhắc tới đó là hai anh trai, đó là anh em của nhà thạc sĩ này, Siwanicha này, đó là những cái công trình kiến trúc cũng như những công trình mà hai người này để lại cho người Thái, rất ý nghĩa. Dạ, họ rất quý lắm, rất quý. Và so sánh những cái đời thủ tướng trước á, thì họ xem đây là những người mà thủ tướng thành công nhất mà được người dân họ yêu mến nhất, là hai người thủ tướng này. Dạ. Và hiện tại bây giờ thủ tướng đời thứ 29 của người Thái đó là thủ tướng Rajut Oncha, ông sinh năm 1954. Dạ, 954 nhà mình ha. Dạ, là đời thủ tướng thứ 29 của người Thái. Và tới đó là 2014. Và sau khi mà nữ thủ tướng đầu tiên của người Thái đó là bà Dinlak Siwanicha, là em của thủ tướng, sau năm 2 năm nhiệm kỳ, là khỏi năm 2011 cho đến 2014 nhà mình ha. Dạ, 2014. Dạ. Thì bà hết nhiệm kỳ. Sau đó thì đời thứ 29 của người Thái là thủ tướng Rajut Oncha nhà mình ha. Dạ. Thì khi mà đại diện chúng ta ra ngoài đường á, chúng ta thấy những hình ảnh này, người ta để thủ tướng thứ 29 người Thái rất là nhiều. Dạ. Hoặc là ngày mai chúng ta về tới thành phố Pattaya thì mình sẽ thấy được những đời vua nè, những vị thủ tướng mà có ích cho người Thái, thì họ rất là tôn thờ. Tuy rằng những người đó họ còn sống, nhưng mà những người đó họ được tôn thờ như mình. Dạ, được tôn thờ như vậy. Cho nên sẽ nói như mình, đó là gì? Đất nước Thái Lan này còn vua, còn hoàng hậu, còn những người cha của người Thái, và dưới những người hoàng hậu đó, dưới hoàng gia đây, thì đó là những người thủ tướng. Và khi mà hoàng gia đất nước Thái Lan này, tại sao mà không tham gia về chính trị? Thì hoàng gia Thái Lan này đó là gì? Họ không có để ý tới chính trị, cũng như họ không có muốn tham gia về chính trị. Tại vì khi mà ở đất nước Thái Lan này có được hai, đó là quân đội của hoàng gia và quân đội của, cho nên thì hoàng gia họ để cho hụt làm việc. Và khi mà những thủ tướng này họ muốn làm gì, xin phép gì, tâu lên họ phải xin phép những cái người ngồi trên ngai vàng, đó là đức vua Rama đời thứ 10 của người Thái nhà mình ha. Thì ngày mai sẽ đưa hình ảnh cho cô chú chị mình coi những cái đời vua của người Thái là như vậy ha. Rồi thì khi mà đại diện chúng ta tới thì mình đi về ở khách sạn á, thì mình sẽ